Quang quay trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày phát trên kênh radio tại hệ thống siêu thị Co-op, Co-op và GrabFood. Quý vị và các bạn thân mến, sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi, chị em chúng ta thường suy nghĩ xem mình sẽ nấu món nào thiệt là ngon cho gia đình cùng thưởng thức vào dịp cuối tuần mỗi hôm nào. Và thưa bạn, cuối tuần hôm nay, chị em hãy thử thay đổi khẩu vị cho cả nhà bằng món bún cá nhiều.